Dùng kem trộn làm gì cho hỏng mặt? Trộn ba thứ này lại với nhau, dù da ngăm đen hay cháy nắng cũng sáng mịn bất ngờ. Chị em phát sốt với công thức dưỡng trắng da chỉ bằng các nguyên liệu tự nhiên mà chẳng cần đi spa hay dùng các loại kem trộn. Có thể nói, việc chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt là da mặt, luôn là vấn đề được hầu hết các chị em quan tâm. Thông thường, để có làn da trắng mịn, đòi hỏi mọi người phải bỏ ra một khoản chi phí phục vụ cho việc đi spa hay mua các loại mỹ phẩm, kem trộn với giá thành đắt đỏ. Thế nhưng, các bạn không hề hay biết, chỉ bằng các nguyên liệu tự nhiên như bột nghệ, bột sáng dây, lòng trắng trứng gà cũng có thể làm được điều đó hiệu quả ngay tại nhà. Thành phần nguyên liệu: một lòng trắng trứng gà, 2 thìa bột nghệ vàng, 1 thìa bột sáng dây. Ngoài ra, bạn có thể trộn thêm với mật ong, nước cốt chanh, sữa chua cũng khá tốt. Bát và thìa. Cách thực hiện: trứng gà đập ra bát, tách lòng trắng ra khỏi lòng đỏ. Tiến hành trộn tinh bột nghệ vàng, bột sáng dây vào bát có chứa lòng trắng trứng. Dùng thìa đánh đều tay, ta sẽ thu được một hỗn hợp dưỡng da dạng sệt. Cách dùng: trước hết, bạn dùng nước sạch, hạt sữa rửa mặt, vệ sinh da nhiều lần, giúp các lỗ chân lông nở ra, đồng thời lấy đi bụi bẩn và bã nhờn nhanh chóng. Tiếp đó, bạn chuẩn bị một bát nước nóng, hòa tan một thìa muối, một thìa nước cốt chanh, tiến hành xông hơi chừng 15 phút. Dùng các đầu ngón tay nhẹ nhàng massage hỗn hợp vừa chuẩn bị theo chiều kim đồng hồ, giúp các mạch máu được lưu thông, các dưỡng chất hấp thụ qua da một cách triệt để. Sau 30 phút, bạn dùng nước rửa thêm một lần nữa và kết thúc bằng một lớp mỏng kem dưỡng ẩm. Để đạt kết quả cao nhất, bạn nên thực hiện thao tác này từ 2 đến 3 lần trên tuần vào các buổi tối trước khi đi ngủ. Công dụng: bột sáng dây và tinh bột nghệ vàng là các nguyên liệu tự nhiên, rất giàu vitamin cùng các loại khoáng chất thiết yếu. Nó giúp da dễ căng sáng, mịn màng, loại bỏ lớp da nhăn nheo, đang sạm nhanh chóng. Lòng trắng trứng gà có tác dụng tái tạo làn da, ngăn ngừa tình trạng lão hóa, giảm thâm nám rất tốt. Chúc các bạn thành công! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé! Vì sức khỏe người Việt. Bệnh nhân tiểu đường toàn thế giới đang mở tiệc ăn mừng chia tay căn bệnh quái ác nhờ loại lá dân dã chữa bệnh tiểu đường như một phép màu của Thượng Đế, mang lại hiệu quả vô cùng bất ngờ. 1. Khái niệm bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường, hay còn gọi là đái tháo đường hay bệnh dư đường, là một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa carbohydrate khi hormone insulin của tỳ trong cơ thể bị thiếu. Trong giai đoạn bệnh mới phát, bệnh nhân thường có dấu hiệu đi tiểu nhiều, tiểu ban đêm và do đó làm khát nước. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của nhiều bệnh hiểm nghèo và điển hình là bệnh tim mạch vành, tai biến mạch máu não, hoại thư, suy thận, liệt dương là bệnh tiểu đường. 2. Phương pháp chữa bệnh tiểu đường bằng lá dứa. Đây là một bài thuốc dân gian được nhiều người áp dụng. Lá dứa là một loại lá có mùi thơm, thường được sử dụng như một thứ gia vị trong ẩm thực. Trong trường hợp dùng để chữa bệnh tiểu đường, cần làm theo các bước sau. Lá dứa mua về rửa sạch, phơi khô, nhưng chỉ phơi trong bóng mát và vẫn giữ được màu xanh. Mỗi lần bạn dùng chừng 10 lá dứa, lấy vào cắt nhỏ, cùng với 2,5 lít nước đun sôi, tới khi thấy còn khoảng 2 lít và bạn uống trong vòng 1 ngày. Có thể uống thay nước lọc. Lưu ý, bạn nên uống trước các bữa ăn chừng 20 phút. Tác dụng hiệu quả, bạn có thể thấy được ngay trong một tuần đầu tiên, bên cạnh đó cần kiêng cữ ăn uống. Và điều quan trọng hơn, đó là việc thường xuyên tập thể dục. Lưu ý khi áp dụng bài thuốc dùng lá dứa chữa bệnh tiểu đường. Bạn nên ghi lại để theo dõi số lượng nước lá dứa mỗi lần uống và chú ý thường xuyên đo lượng đường trong giai đoạn mới uống. Điều đó giúp bạn có thể điều chỉnh số lượng nước lá dứa theo tình trạng bệnh của mình. Và cũng cần lưu ý, không để lượng đường huyết xuống quá thấp, nhất là lúc bạn đang ngủ, đang tắm hay đang lái xe, sẽ rất nguy hiểm.
Bên cạnh chế độ ăn uống và vận động, khi áp dụng bài thuốc chữa bệnh tiểu đường bằng lá dứa, người bệnh phải kiên trì thực hiện thì mới thấy hết tác dụng trong việc giữ đường huyết ổn định và ngăn ngừa biến chứng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Không ngờ, thường xuyên uống trà từ loại rau mọc đầy rẫy lại thanh lọc sạch sẽ phổi của người hút thuốc lá lâu năm. Diếp cá là loại rau rất quen thuộc trong ẩm thực của người Việt Nam. Ở nhiều nơi, người ta còn dùng rau diếp cá để nấu nước mát để uống. Đọc xong bài này, chắc chắn bạn sẽ phải thốt lên. Thì ra rau diếp cá còn có công dụng kỳ diệu như vậy. Chắc hẳn rất nhiều người Việt chưa biết đến công dụng này. Khi vào mùa xuân, các loại bệnh virus bắt đầu sinh sôi phát triển. Bạn có biết, việc thường xuyên sử dụng rau diếp cá theo cách vô cùng đơn giản dưới đây có thể giải quyết được rắc rối của rất nhiều bệnh nhân. Công dụng của rau diếp cá. 1. Rau kháng sinh, có thể tiêu trừ các loại bệnh viêm nhiễm. Rau diếp cá được xem là vị thuốc trung y và rất quen thuộc với chúng ta. Có thể xem rau diếp cá là loại thuốc kháng sinh vừa thiên nhiên vừa an toàn. Giúp thanh nhiệt, giải viêm, kháng virus. Điểm nguy hiểm nhất của loại rau kháng sinh này là dự tính của nó có thể đả đông ba kinh mạch chính, thượng, trung, hạ của cơ thể người. Có nhiều lúc, bệnh viêm phát sinh trong cơ thể mà con người lại không thể ý thức được. Nếu như đến bệnh viện để làm xét nghiệm máu, có hiện tượng bạch huyết cầu tăng cao thì đó chính là bị viêm rồi. Vào lúc này, cho dù không thể biết rõ là bị mắc chứng viêm nào, chỉ cần lập tức sử dụng rau diếp cá để điều trị thì đều có hiệu quả. Đối với các bệnh viêm nhiễm do các loại vi khuẩn, virus gây ra như cảm nóng, cảm lạnh, viêm nhiễm đường tiết niệu, viêm nhiễm bộ phận sinh dục, thì rau diếp cá đều là khắc tinh của chúng. Bệnh viêm nhiễm theo trung y mà nói là biểu hiện mức độ thấp nhiệt trong cơ thể tương đối nghiêm trọng. Vì vậy, không nhất thiết phải đợi trong máu phát sinh chỉ biến xu hóa, chỉ cần bạn cảm thấy bên trong cơ thể có thấp nhiệt, lập tức ăn một ít rau diếp cá là có thể giúp bạn giải trừ. Canh rau diếp cá có thể điều trị bệnh viêm gan, vàng da. Mỗi ngày dùng 3kg rau diếp cá tươi, nấu thành dạng canh đặc, uống thay trà trong ngày là có thể điều trị bệnh viêm gan, vàng da. Các loại bệnh viêm gan đều có thể gây ra vàng da. Vàng da là biểu hiện cơ thể bị thấp nhiệt nghiêm trọng. Rau diếp cá có thể giảm viêm, khử sạch hoàn toàn thấp nhiệt trong cơ thể. Virus viêm gan không còn nơi để ký sinh nữa thì tự nhiên sẽ không thể gây hại được nữa. 3. Người hút thuốc mỗi ngày nhất định phải uống trà rau diếp cá. Nếu như bạn biết rõ tác hại của việc hút thuốc nhưng lại không thể bỏ thuốc lá, vậy thì ít nhất bạn có thể làm một việc tốt cho sức khỏe của chính mình. Uống nhiều trà rau diếp cá. Rau diếp cá là loại rau đặc biệt thích hợp cho người hút thuốc. Giúp thanh lọc gan, giải trừ chất độc từ thuốc lá. Chuẩn bị một ít rau diếp cá đã phơi khô, mỗi ngày uống một nhúm nhỏ, cho vào trong nước sôi. Uống trà diếp cá kiểu này có thể làm giảm tác hại mà thuốc lá gây ra cho bạn. Phòng chống viêm yết hầu mãn tính, viêm khí quản, thậm chí là ung thư phổi. 4. Nước rau diếp cá hạ sốt. Rau diếp cá có thể điều trị bệnh viêm đường hô hấp, có thể hạ sốt và có thể trị ho. Khi mới bắt đầu trị nóng sốt cảm lạnh, lập tức uống ít nước rau diếp cá để giảm viêm, có thể có tác dụng hạ sốt. Bài thuốc này vô cùng công hiệu đối với những người già và trẻ em, vì một số thuốc hạ sốt và thuốc kháng sinh thông thường có tác dụng phụ tương đối lớn đối với người già và trẻ em. Trong khi đó, rau diếp cá là thức ăn có tính chất cân bằng, vô cùng an toàn. 5. Nước rau diếp cá điều trị di chứng sau cảm lạnh rất công hiệu. Không chỉ người già, trẻ nhỏ mà thanh niên khỏe mạnh, khi bị cảm thì thường bị kéo dài trong một thời gian dài, vẫn không thể khỏi dứt điểm, ho liên tục, rất khó chịu. Đây là do virus thấp nhiệt còn sót lại trong cơ thể, không được diệt sạch, cũng tức là bệnh viêm nhiễm chưa hết. Nếu có thể kiên trì uống nước rau diếp cá một thời gian,
thì sẽ có thể phát huy tác dụng điều trị tốt nhất. Cách ăn rau diếp cá. 1. Trà làm từ rau diếp cá. Ăn rau diếp cá, cách đơn giản nhất là dùng lá diếp cá nấu nước để uống thay trà. Người không ăn quăng mùi tanh của rau diếp cá, hoặc trong tình huống không có rau tươi thì dùng rau phơi khô cũng rất tiện lợi. Chú ý, không nấu rau diếp cá trong thời gian quá lâu, giống như nấu những loại thuốc trung y khác. Rau diếp cá khô, nếu nấu lâu thì thành phần kháng viêm sẽ bị bay hơi hết. Vậy, nấu bằng cách nào? Bóc một nắm rau diếp cá, cho một lượng nước vừa phải vào nồi, đun nhỏ lửa để rau diếp cá chìm hết xuống dưới nước là được. Sau khi nấu sôi bằng lửa to, đợi 2 phút rồi lập tức tắt bếp. Sau đó, múc nước ra là có thể uống được rồi. Không cần đổ bỏ đống rau diếp cá đã nấu một lần. Khi lần sau muốn uống thì có thể cho thêm nước. Nấu lại một lần theo cách trên rồi dùng uống tiếp. Tổng cộng có thể nấu được 3 lần, vừa đủ số lượng dùng trong một ngày. Nếu thực sự không có điều kiện để nấu nước, ví dụ như đang đi làm, cũng có thể lấy rau diếp cá khô pha với nước sôi để uống. Sử dụng thêm một ít rau diếp cá, đổ nước sôi vào, ngâm trong một lúc cũng vẫn có tác dụng. 2. Món ngon chế biến từ rau diếp cá. Nếu như bạn có thể ăn được mùi tanh của rau diếp cá, vậy tốt nhất nên sử dụng rau tươi. Rau diếp cá tươi chứa thành phần có công hiệu nhiều nhất, tốt hơn loại khô. Vả lại, cách ăn rau diếp cá cũng rất đơn giản. Để điều trị các loại bệnh viêm nhiễm vi khuẩn, virus, như là nóng sốt cảm lạnh, viêm đường tiết niệu, thì nhất định phải ăn sống, trọn gỏi cũng được. Để phòng tránh nóng sốt cảm mạo, chỉ cần xào ăn là được. Cách ăn này tương đối ôn hòa, cũng thích hợp người suy nhược cơ thể ăn hàng ngày. Phụ nữ mới sinh trong tháng ở cữ, khi lần đầu tiên ăn thịt gà, có thể ăn cùng một ít rau diếp cá để phòng tránh bệnh hậu sản. Rau diếp cá cũng có thể chữa lành các mụn nhọt bên ngoài. Khi mụn nhọt quá chín nhưng lại không vỡ ra, nhân không nhô ra mà cứ chui vào bên trong. Lấy rau diếp cá băm nhỏ, lắp lên xung quanh mụn nhọt, chừa đầu mụn nhọt ra. Rau diếp cá có công dụng ép độc, nhanh chóng ép nhân mụn ra ngoài. Người bình thường ngày thường sử dụng rau diếp cá làm rau xanh để ăn cũng rất tốt. Cách ăn phổ biến nhất chính là trộn gỏi ăn. Cách ăn này thích hợp phần đông mọi người. Rau diếp cá có tinh mát, người già và người suy nhược có thể ăn theo cách hầm gà. Trộn thêm một ít mè, còn có tác dụng nhuận tim, hỗ trợ rất tốt cho việc làm giảm tâm trạng khó chịu vào mùa hè. Rau diếp cá ngoài đọt non và lá ra, thân cây màu trắng cũng có thể ăn được, mùi vị cũng rất ngon. Ngoài ra, lá xanh mọng càng có tác dụng tốt đối với việc điều trị các vấn đề ở phổi như ho, có đờm, khan tiếng, công hiệu càng mạnh hơn. Không ngờ rau diếp cá thông thường mà công dụng thật kỳ diệu. Hãy chia sẻ cho bạn bè của bạn cùng biết nhé.